Nghĩa xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hãy cùng đến với Quà Tặng Tri Thức vào mỗi tối thứ tư, tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua các báo chí đã đồng loạt đưa tin về cơn địa chấn hơn 4 độ Richter đã diễn ra vào tối 28 tháng 11 tại các khu vực phía Nam, có ảnh hưởng rung lắc đến một số khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, trong chương trình Quà Tặng Tri Thức ngày hôm nay, Đại Nghĩa xin được nói đến quý vị và các bạn những thông tin, những kiến thức về động đất. Thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu đơn giản động đất có nghĩa là một sự chuyển động, một sự rung lắc của mặt đất. Động đất thường là kết quả của sự chuyển động của các pha hay những bộ phận đứt gãy trên vỏ của trái đất. Hầu hết mọi sự biến động xảy ra tại các đường ranh giới của các đĩa kiến tạo chia ra chuyển đá của trái đất. Như thế, một câu hỏi đặt ra đó là thang đo Richter, tức là thang đo động đất bao nhiêu thì có thể gây ra nguy hiểm cho con người. Thưa quý vị, thang đo Richter được thiết lập vào năm 1935 bởi Sir Francis Richter. Thang đo từ 6 đến 7 độ thì nhà cửa rung chuyển, một số công trình có thể là bị nứt, bị gãy. Còn từ 7 đến 8 độ Richter thì có thể xem như đây là động đất mạnh rồi, có thể phá hủy hầu hết các công trình xây dựng thông thường. Còn nếu như mà trên 8 độ Richter thì quả thật đó là một trận động đất hết sức nguy hiểm thưa quý vị. Riêng 4 đến 5 độ Richter thì mặt đất chỉ là rung chuyển nhẹ thôi và không gây ra thiệt hại. Chính vì thế, với cơn địa chấn trên 4 độ Richter ở khu vực phía Nam tối 28 tháng 11 vừa qua thì không gây thiệt hại cho chúng ta. Và thêm một câu hỏi đặt ra đó là nếu như xảy ra hiện tượng động đất thì chúng ta phải làm gì? Quý vị nghĩ sao ạ? Chứ còn riêng Đại Nghĩa thì Đại Nghĩa nghĩ rằng tốt hơn hết là chúng ta hãy chạy ra khỏi nhà, tránh càng xa càng tốt. Còn nếu như ai lỡ vẫn còn mắc kẹt trong nhà của mình trong khi động đất thì tốt hơn hết là hãy chui ngay xuống dưới gầm bàn hoặc là chui xuống một cái gầm giường lớn nào đó mà có thể chịu đựng được cái sự sức nặng của những vật rơi để tránh những cái đồ vật mà rơi xuống chúng ta khi xảy ra hiện tượng động đất này. Còn nếu như mà động đất trong lúc chúng ta đang lái xe thì sao ạ? Tốt hơn hết thì chúng ta ngừng xe lại ở lề đường rồi tránh các cục điện, tránh các dây điện và đường cầu. Vừa rồi thì Đại Nghĩa đã cung cấp cho quý vị những kiến thức, những thông tin đôi nét về hiện tượng động đất. Còn bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng tôi gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi từ phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066888. Ngoài ra, tất cả quý vị khán giả chúng ta có thể nhắn tin vào số điện thoại 8383 theo nội dung như sau: QTTT có nghĩa là Quà Tặng Tri Thức, khoảng trắng, số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và những cô tổng đài viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ nhận những cuộc điện thoại của quý vị gọi đến, ghi lại những số điện thoại đó vào những lá thăm, sau đó sẽ bỏ trong lồng cầu này. Mỗi chương trình chúng tôi sẽ rút ra 3 lá thăm bất kỳ, trên 3 lá thăm đó sẽ là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả nào may mắn trở thành người chơi tại nhà của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Rất nhiều những phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị đó. Chần chờ như thế nào, kết nối ngay với chúng tôi nha. Còn bây giờ, mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với phim trường gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 50 người chơi. Xin mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào vòng 1 và xin mời quý vị hãy chứng kiến phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả các bạn, mong rằng các bạn sẽ trả lời chính xác câu hỏi ở vòng 1 này. Tôi nghĩ câu hỏi vòng 1 cũng không khó lắm đâu. Trước khi tôi đọc nội dung câu hỏi vòng 1 thì tôi xin nhắc các bạn cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với Quà Tặng Tri Thức thì chúng ta có 3 vòng, mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Kết thúc vòng 3, nếu có 10 bạn trả lời đúng thì 15 triệu sẽ chia cho 10. Có 50 bạn trả lời đúng thì 15 triệu sẽ chia cho 50. Và ngược lại, nếu như không có bạn nào trả lời đúng thì 15 triệu ấy sẽ được cộng dồn cho chương trình lần sau. Và như vậy trị giá giải thưởng của chương trình lần sau là 30 triệu đồng. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để lựa chọn đáp án. Chỉ 3 giây thôi. Nếu các bạn nào mà bấm phím lựa chọn đáp án sau 3 giây thì coi như câu trả lời các bạn sẽ không được máy tính ghi nhận. Và như thế thì các bạn sẽ phải chia tay với cuộc chơi. Bây giờ thì nếu các bạn đã sẵn sàng, tôi sẽ đọc nội dung câu hỏi vòng 1. Địa danh Montmartre ở thành phố Paris, Pháp có xuất xứ từ đâu? A. Một con sông. B. Một ngọn đồi. C. Một cái hồ.
và D, viện bảo tàng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi. Chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 7 bạn. Đáp án B có 28 bạn. Đáp án C có 9 bạn. Đáp án cuối cùng, đáp án D có 6 bạn. Và bây giờ là đáp án chính xác của câu hỏi này. Đó chính là đáp án B. Địa danh Montmartre ở thành phố Paris là một vùng gò cao 129 mét ở thành phố Paris. Xin chúc mừng 28 bạn đã chọn đáp án B. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng trong và rất là đáng tiếc phải chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án B. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Chúng tôi rất mong gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi với chúng ta. Chúng tôi xin mời. Và ở vòng thi đầu tiên thì chúng ta hãy cùng chúc mừng cho 28 người bạn đã trả lời thật xuất sắc câu hỏi của chương trình đưa ra, bước tiếp vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Còn ngay bây giờ là thời gian dành cho tất cả chúng ta, những vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Quý vị hãy chờ đợi Nghĩa trong giây lát thôi. Đại Nghĩa sẽ tìm xem ai sẽ là người chơi đầu tiên nha. Công việc hết sức quen thuộc, quay lòng cầu và phải đảo đều tất cả các lá phiếu lên. Thưa quý vị, trên tay Đại Nghĩa là lá thăm đầu tiên. Chúng ta cùng xem số điện thoại này là số điện thoại nào đây. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0858907999. Đó chính là người chơi đầu tiên trong chương trình quà tặng tri thức của chúng ta hôm nay. Còn bây giờ, mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng đến với 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea. Đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo thứ hai, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ tư, thưa quý vị, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ năm, Hitachi, cảm hứng tương lai. Sanyo, luôn vì môi trường. LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo cuối cùng, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ gì với 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy ID nữa phải không? Và đằng sau 8 logo này, đó chính là 8 phần quà vô cùng hấp dẫn. Chúng ta cùng chờ xem vị khán giả đầu tiên sẽ lựa chọn phần quà nào cho mình nha. Alo, xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình hôm nay. À, chào anh Lê Nghĩa. À, xin chào bạn à, bạn hãy nói to hơn một chút xíu nha, hãy tự giới thiệu về mình đi nào. À, tôi là Trần Văn Thơm và cái về buôn bán nhỏ ở phường 1, quận Gò Vấp. Đại Nghĩa, nếu nghe không lầm hình như là anh tên là Thơm và công việc hiện tại là đang buôn bán nhỏ tại nhà đúng không anh? Dạ. Vâng, chào mừng anh đến với chương trình ngày hôm nay và mời anh hãy lựa chọn một trong 8 logo sản phẩm ở đây. Dạ, chọn Hitachi anh. Anh chọn logo Hitachi. Dạ. Và mình xem. Nồi cơm điện tử Hitachi AM10i, dung tích 1 lít, có men chống dính, nấu hẹn giờ. Không biết rằng anh Thơm đã có gia đình chưa ạ? Dạ, có rồi, cũng được rồi. Hai cháu rồi. Và có cả hai cháu đúng không? Và nếu như anh nhận được phần quà này của chương trình thì đây sẽ là một phần quà rất là đặc biệt. Anh sẽ dành tặng cho bà xã của anh, sẽ nấu lên những bữa cơm thật ngon cho gia đình của mình. Anh có đồng ý không ạ? Dạ. Mời anh lắng nghe câu hỏi nha. Đầu tiên ở châu Âu phát triển kỹ thuật ngành in, anh sẽ có 4 sự lựa chọn: A, Anh; B, Hà Lan; C, Hy Lạp; và D, Đức. Anh có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu.
anh có đáp án chưa ạ? À? Nhanh lên anh. Anh chọn đáp án A đúng không ạ? Dạ. Đó là sự lựa chọn của anh. Và bây giờ mời anh lắng nghe đáp án của chương trình. Johannes Gutenberg, ông được châu Âu công nhận là sáng chế ra ngành in bằng chữ di động. Ông đã nghiên cứu một cách bí mật những chữ di động một cách hoàn hảo hơn bằng kim loại thay vì bằng gỗ. Ông đã hợp tác cùng một người thợ bạc để thực hiện những kinh nghiệm đầu tiên trong ngành in bằng cách làm các chữ cái bằng bạc và ghép chúng lại với nhau. Sản phẩm đầu tiên là 42 dòng trong quyển Kinh Thánh in vào năm 1450-1456. Và ông sinh năm 1400, mất năm 1468. Ông chính là người Đức. Như thế thì đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án D chứ không phải là đáp án A. Rất tiếc là ở câu hỏi này anh chưa lựa chọn cho mình một đáp án chính xác. Nhưng mà không sao hết, chương trình vẫn mở cửa chào đón anh trong những lần sau. Xin chào tạm biệt anh ạ. Thưa quý vị khán giả, còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với trường quay. Anh Quách và Linh cùng với 28 người chơi đang rất nóng lòng hồi hộp chúng ta chờ đợi bước vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình quà tặng tri thức không chỉ dành riêng cho những bạn đang có mặt tại trường quay hôm nay mà còn dành cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cũng có thể tham gia được trò chơi quà tặng tri thức. Quý vị hãy gọi vào số điện thoại 1900 1747 vào tất cả các ngày trong tuần để đăng ký tham gia chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 2. Năm 2007 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày con người chinh phục đỉnh núi Everest? A. 34 năm. B. 44 năm. C. 54 năm. Và D. 64 năm. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn đây. Đáp án A có 1 bạn. Đáp án B không có bạn nào chọn. Đáp án C có 26 bạn. Và đáp án D có 1 bạn. Chúng ta xem đáp án chính xác đó là đáp án nào. Đó chính là đáp án C. Năm 2007 là kỷ niệm 54 năm ngày con người chinh phục đỉnh núi Everest. Ngày 29 tháng 5 năm 1953, ông Hillary, người New Zealand, cùng một người dẫn đường địa phương là những người đầu tiên leo lên đỉnh núi Everest. Xin chúc mừng 26 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả hãy để ý xem số điện thoại sau đây có phải là số điện thoại của quý vị không nha. Chúng tôi xin mời nào. Chúc mừng 26 người chơi của chúng ta đã bước tiếp vào vòng trong của chương trình quà tặng tri thức. Còn ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu, Đại Nghĩa sẽ tìm xem ai sẽ là người khán giả may mắn thứ hai trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức. Có rồi đây thưa quý vị, một lá phiếu từ dưới đáy lòng cầu. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 072 8 96 0 42. Đó chính là người chơi thứ hai của chúng ta trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi ở câu hỏi vòng 2 dành cho những người tham gia chơi trên trường thì anh Quách Hồi Linh có nhắc tới chinh phục đỉnh Everest. Đỉnh Everest chúng ta vẫn thường gọi là nóc nhà của thế giới. Đó là một thử thách rất là thú vị dành cho những ai yêu thích phiêu lưu, yêu thích mạo hiểm. Và hiện nay thì chúng ta cũng đang có một cuộc thi tìm kiếm người để mà tham dự cuộc thi
chinh phục đỉnh Everest. Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi các chương trình của HTV chúng ta để theo dõi biết xem ai sẽ là người đại diện cho Việt Nam tham dự chinh phục đỉnh Everest cùng với tất cả các đại diện trên thế giới nha. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn thứ hai trong chương trình hôm nay. Xin chào vị khán giả thứ hai ạ. Alo. Alo, xin chào ạ. Dạ, em tên Phan Thị Diễm Hương, em học lớp 8, trường cấp 23 Đông Thạnh. Em tên là Hương, học lớp 8 đúng không? Dạ. Ôi Hương ơi, không biết rằng em sau này là em muốn theo ngành gì ạ? Em muốn thi vào trường đại học nào? Dạ, em muốn làm cô giáo. Em muốn làm cô giáo, mà là cô giáo dạy mầm non hay là cô giáo dạy đại học, dạy trung học? Dạ, dạy mầm non. Ha, mầm non, chắc hẳn rằng em là một cô bé rất yêu các em bé đúng không? Vâng, xin chào mừng em đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Mời em hãy lựa chọn một trong 7 bảng logo ở đây đi nào. Dạ, em chọn logo Olympus. Olympus, và mình xem phần quà dành cho em sẽ là gì nha. Máy ảnh kỹ thuật số Olympus có độ phân giải 7.1 megapixel, zoom xa 3x, màn hình LCD 2.5 inch. Không biết rằng em đã có máy chụp hình kỹ thuật số chưa? Dạ chưa. Chưa có đúng không? Thì đây sẽ là một phần quà vô cùng hấp dẫn dành tặng cho em nếu như em trả lời chính xác câu hỏi mà anh sắp sửa đọc ra đây. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Mời em lắng nghe câu hỏi nha. Theo lịch thuần âm của vùng Lưỡng Hà, mỗi năm âm lịch có bao nhiêu ngày? Em sẽ có 4 sự lựa chọn: A 354 ngày, B 355 ngày, C 356 ngày và D 357 ngày. 10 giây dành cho em bắt đầu. Dạ em chọn đáp án C. Đáp án C, có muốn thay đổi không nào? Không. Vẫn còn thời gian. Cuối cùng thì đáp án C vẫn là sự lựa chọn cuối cùng của em đúng không? Dạ. Bây giờ thì mời em lắng nghe đáp án của anh Nghĩa đọc ra nha. Lịch thuần âm phát sinh từ vùng văn hóa Lưỡng Hà, dựa trên sự tuần hoàn của mặt trăng, mỗi chu kỳ trăng còn gọi là một tháng, kéo dài 29 ngày rưỡi. Mỗi năm âm lịch có 354 ngày, tức là ít hơn năm dương lịch 11 ngày. Thế thì đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án A, 354 ngày. Ôi, em Hương ơi, bây giờ thì em nghĩ sao nào? Có buồn lắm không? Dạ, hơi tiếc. Hơi tiếc một chút xíu thôi đúng không? Nhưng mà không sao hết. Qua câu hỏi vừa rồi, ít ra em cũng đã thu lượm cho mình được một kiến thức thật là bổ ích. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hãy tiếp tục gọi điện tham gia chương trình nha. Hy vọng rằng anh sẽ gặp lại em trong những chương trình lần sau. Dạ. Chào tạm biệt. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng trở lại với phim trường, gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 26 người chơi, bước tiếp vào vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào vòng 3 của chương trình. Người thanh niên Việt Nam yêu nước cuối thế kỷ 19, Kỳ Đồng, tên thật là gì? A. Nguyễn Văn Cẩm. B. Lê Văn Cẩm. C. Hoàng Văn Cẩm. Và D. Trần Văn Cẩm. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Bây giờ là thời gian các bạn quyết định xem nên chọn A, B, C hay là D. 3 giây bắt đầu. 3 giây ngắn ngủi đã trôi qua rồi. Bây giờ thì chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 21 bạn. Đáp án B không có bạn nào chọn. Đáp án C cũng không có bạn nào chọn. Đáp án D có 4 bạn. Ở câu hỏi này thì có một bạn đã bấm phím trả lời sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc phải nói lời chia tay với bạn từ bây giờ. Đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án A. Cho giỏi văn thơ từ nhỏ, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Văn Cẩm được vua Tự Đức ban cho danh hiệu Kỳ Đồng, tức
tức là cậu bé có tài. Sau này ông tham gia chống thực dân Pháp và bị bắt đi đày tại một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Xin chúc mừng 21 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ chúng ta hãy chờ xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối hôm nay là ai đây. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với phim trường A2 để cùng nhau đi tìm xem vị khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình quà tặng chi thức ngày hôm nay. Đại nghĩa sẽ làm công việc của mình, quay lồng câu rồi sẽ đảo đều tất cả các lá phiếu lên. Thưa quý vị, có rất nhiều lá phiếu đã được bỏ vào lồng cầu của chúng ta. Và đây là lá phiếu may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta cùng chờ xem đó là số điện thoại nào nha. Số điện thoại 0884903 57, đó chính là đầu số điện thoại may mắn cuối cùng trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với vị chủ nhân của số điện thoại này. Thưa quý vị, và trong khi chờ đợi vị khán giả may mắn cuối cùng này, Đại Nghĩa xin được phép nhắc lại những số điện thoại để tham gia chương trình. Quý vị có thể gọi vào số của tổng đài 1900 1747 vào tất cả các ngày trong tuần. Và khi chương trình chúng tôi lên sóng trực tiếp thì quý vị hãy gọi vào số 0891066688 hoặc nhắn tin về số 8383 với nội dung QTTT khoảng trắng, số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón tất cả quý vị đến với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng làm quen với vị khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình hôm nay. Xin chào ạ. Đại Nghĩa à? Alo. Alo, xin chào anh. Xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình đi. Tôi tên là Nguyễn Thị Hiền. Tôi là kỹ thuật viên khoa xét nghiệm, công tác tại Bệnh viện Hùng Vương. Chị công tác tại bệnh viện đúng không ạ? Dạ. Thế thì công việc của chị có bận rộn lắm hay không? Công việc dạo này rất là bận rộn, tại năm nay là năm heo vàng mà. Vì năm heo vàng thành ra có rất nhiều người mong muốn rằng có một được sinh con trong năm nay, bởi vì họ cho rằng đó là điều tốt. Thành ra công việc của chị làm ở bệnh viện phụ sản thì rất là mệt mỏi đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà chị có vui không ạ? Alo. Dạ vui ạ. Vâng, bởi vì chúng ta mang niềm vui đến cho mọi người mà đúng không chị, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ nhận được thật nhiều niềm vui. Dạ. Và ngày hôm nay chị cũng hân hạnh rất là vui khi đã đến tham dự chương trình quà tặng tri thức. Vậy thì mời chị hãy lựa chọn một trong những bản logo còn lại nha. Em chọn logo Toshiba. Logo Toshiba, và mình cùng xem thử đằng sau logo đó phần quà sẽ là gì nào. TV Toshiba màn hình 21 inch siêu phẳng, mạch lọc màu NTSC, âm thanh hi-fi ngõ vào AV độc lập phía trước. Một phần quà rất là hấp dẫn. Và chiếc TV này có thuộc về chị hay không? Tùy thuộc vào sự lựa chọn của chị nha. Bây giờ mời chị lắng nghe câu hỏi. Chiếc mũ cưới của cô dâu ngày nay bắt nguồn từ khu vực nào? Sau đây có 4 sự lựa chọn: A. Châu Á, B. Châu Âu, C. Châu Úc và D. Châu Phi. Chỉ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Tôi chọn đáp án B, châu Âu. Chị chọn đáp án B, đó là châu Âu. Xin được hỏi không biết rằng chị đã có gia đình chưa ạ? Tôi có gia đình rồi, có 2 cháu à. Có 2 cháu nữa. Vậy thì trong ngày cưới thì chiếc mũ cưới của chị á, chị có biết rằng nó được xuất phát, được bắt nguồn từ khu vực nào? Đó là chị chọn đáp án B, châu Âu. Sự lựa chọn này của chị là có sự tư vấn của ai, hay là chị đọc thông tin trên báo hay là trên đài? Tôi đọc thông tin này từ trên báo à. Báo chí luôn luôn mang đến cho chúng ta những kiến thức thật sự là bổ ích. Thế thì bây giờ mời chị lắng nghe đáp án của chương trình nha. Mũ cưới có nguồn gốc từ khu vực Mesopotamia, lưu vực Lưỡng Hà, vào khoảng 1.000 năm trước công nguyên. Vào thời Hy Lạp cổ đại, các cô dâu đều phải đội chiếc mũ có hình chiếc lược. Trên mũ phủ tấm mạng mỏng làm bằng lông cừu hoặc sợi đay. Lúc đầu, mạng được xem là vật để trừ tà, tránh rủi ro và cầu mong hạnh phúc. Nhưng theo thời gian, nó được cách tân và làm đẹp hơn cho cô dâu trong ngày cưới. Nên vì vậy được lưu giữ đến ngày nay trong các đám cưới hiện đại. Và chiếc mũ cưới của cô dâu ngày nay bắt nguồn từ châu Âu. Xin chúc mừng! Chị ơi, bây giờ chị muốn chia sẻ niềm vui này với ai? Tôi chia sẻ với con trai thôi ạ. Với con trai, và chị hãy chia sẻ niềm vui với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đi. Alo. Alo. Chị ơi, chị hãy nói lời gì với tất cả mọi người khán giả đang theo dõi chương trình đi chị. Tôi cảm ơn tất cả các khán giả đang
tham gia cũng như đang xem chương trình. Và tôi cảm ơn anh Đại Nghĩa nữa. Vâng, xin cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chúc chị cùng với gia đình có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Kính thưa quý vị khán giả, như thế là 30 phút của chương trình quà tặng tri thức của chúng ta ngày hôm nay đã trôi qua. Bây giờ thì Đại Nghĩa sẽ được nói lời chia tay với tất cả quý vị khán giả. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn Trung tâm Điện Máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình hôm nay, hãy liên lạc ngay với công ty cổ phần Lasta số 292 đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận để nhận phần quà dành cho mình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, phát sóng vào thứ tư, thứ sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.